Chào anh chị buổi chiều nha. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 2020 nha. Thì em sẽ lên là nội sức và nội nóc cái chảo anh chị nha, ấm. Đây là hai đơn em tặng cho khách anh chị, đơn 500 ngàn đầu tiên nha, hai đơn nha, là đơn thứ nhất và đơn thứ hai. Nói chung em sẽ nói ngẫu nhiên, em chỉ nói ví dụ thôi, chứ nhiều khi em nói cái thứ nhất, thứ hai, nhiều khi em đưa thứ hai, thứ nhất nữa là lộn xộn nữa. Anh chị nói một ví dụ, em lấy ngẫu nhiên cho một cái đơn đầu tiên 500 ngàn và đơn thứ hai 500 ngàn nha, sẽ được hai món tặng quà tặng cho anh chị và đơn hai đầu tiên, hai đơn đầu tiên. Em sẽ bắt đầu cái từ số 1, em lên áp sức chị nha, áp sức nha. Dạ. Đầu tiên sẽ lên một áp sức này, con này khoảng tầm 30 mức, con này của Pháp anh chị. Mà cứng nguyên trời. Con này không ngọt gì. Mà hết ghê anh chị ơi, trong suốt hết nè. Em sẽ không bao gòn, sẽ bao đủ đồ anh chị nha, như là cái núm quay nè, gòn bọng ok nha, không có bị xấu, không bị gắt. Con này tầm 4 mức chị nha, cái này sẽ có đủ 4 mức không? Hàng hai đáy nha. Nó dùng tới bốn loại lửa anh chị. Điện từ hồng ngoại nè, điện nè, ga này nha, nó sẽ lên bốn, lên tầm 4 lít, 4 lít. Còn hơi cứng anh chị nha, hơi cứng nha. Ống mở cũng hơi cứng lắm chị ơi. Đây là con số 1 đầu tiên, con này em sẽ bán là 700 ngàn chị nha, 700 ngàn. Con của Pháp Nhật ta. Con này của Nhật nha, 700 ngàn số 1. Nói cái chạy này có cái bọc này. Bà dặn cho tôi ha. Ủa sao nó cứng như chạy? Ừ. Tôi dứt hết rồi. Đây là 700 ngàn đầu tiên chị nha, 700 ngàn số 1, 3 đến 4 lít không bao gòn nha, chỉ bao đủ đồ. Con thứ hai, con này 3 lít rưỡi chị nha. Lúc xì ok nè, cái này có là còn là son chị nha, nên con là son nè. Con này bát vừa rất dày dặn nha, cũng hai đáy luôn. Này con sức Nhật nha, China nha chị. Nhưng rất là dày nha, con này cân nặng lên tới 2 kg rồi chị nha, 2 kg rồi. Con này em bán là 650 nha. 650. Con này sao? Cái sao này là cái nồi rất là đẹp chị, con này mới canh nha, mới canh luôn. Con này thì tầm 3 lít nha, 3 lít 600 anh chị nha, 600. 600, số 3. Biết thêm. Con này khoảng tầm 3 lít luôn nha, từ từ. Con này em bán, con này có cái lòng hấp luôn chị, có rất đẹp anh chị. Con này 3 lít nha, 550 anh chị. Bao đủ gòn nha, đủ đồ, nhưng mà không bao gòn. Bao đủ đồ như nè, gòn ok nha. Nấm xay này ra nhưng mà không bao gòn nha. 550. Số 4. Số 5. Cái con này cũng tầm 3 lít nha anh chị nha. Con này thì con này cũng mì đúng nha, nó màu vàng thôi nha. Con này 500 ngàn. Đủ đồ nha, con này 3 lít nha anh chị, 500 ngàn. Thứ 6 này cũng 3 lít luôn. Con này giống con hồi nãy giờ, con trước rồi đó. Con 550 nha, con 550, 3 lít luôn nha anh chị. Con ok nè, nhưng mà không bao gòn, bao đủ đồ anh chị nha. Số 7. Giờ nặng quá vậy. Con nặng ghê lên chị. Em không biết thường xài em sao em xài. Cái này xài em xài coi. Chắc là cũng xài quá. Này cũng gần cái này nữa. Cũng là đẹp. Rồi. Hết ra. Bây giờ con này khoảng 5 lít như vậy nha. 5 lít nhắn lúc nè. À, xem. Con này thì em bán giá xe cho anh chị là lòng nồi nó bị lắm tắm đi chị nha, nhưng mà nó vẫn dùng từ được nha. Cái này em bán là 600 ngàn cho anh chị, giá xe là cái lòng nồi nó không được ấy, không được sáng nhưng mà vẫn sử dụng ok chị nha. 600 ngàn chị nha, số 7. Đây 600 ngàn. À dạ, con này là 750 nè.
Con có 3 lít nha, mẫu này rất là modern chị. Dạ. Con này là bán 700 ngàn luôn. 3 lít nha anh chị nha, rất đẹp. Con đẹp kia thì 7,5 bán rồi. Là số 8 700 ngàn nha. Quay con nhôm cả 6 lít này nha, 6 lít đây là cách mở này. Này rất đẹp, nhôm Nhật anh chị nha, nồi này khoảng tầm 5-6 lít. Con này là 800 ngàn chị nha, nhôm 6 lít nhôm nha, 6 lít 800 ngàn chính. Không bao gom cho bao đủ đồ chị nha, mấy con này thì cũng ăn xui thì em cũng hay yên lắm. Hay giờ một con này rất nặng nha chị, đây là chuẩn anh chị nha, con này có lòng hóc luôn chị. Ồ, mới về mới ra hả em? Ồ, gì? Ồ, nhôm đẹp ghê, cái nồi nó hấp lên quá ngon luôn. Con này tầm 3 lít rưỡi nha anh chị, 3 lít mít nha. Cái nồi này ngon lắm chị. Con này còn trắng tinh chị. Cái con này là 900 ngàn chị nha. Không bao gom, bao đủ đồ mà 900 ngàn rất đẹp. Con này bao là miếng em chơi, em thử là tới 1 triệu mấy chị nha. 900 ngàn cái này. Da nặng với bà hiệp. Con này khoảng tầm 60 lít nha chị nha, 7 lít. Em lấy con này 7 lít. To lắm chị ơi. Ai bình đông nó hầu bút con này là ok, không dùng từ nha. Nhôm là không dùng từ chị nha. Nhôm là không dùng từ nha, chỉ dùng lửa thôi. Con này thì tương đối ngọt 1 triệu 2 chị nha. 7 lít chị nha, 60 lít, 7 lít, con này phải tầm 7 lít. Rồi mình sẽ qua, ai còn con này. Còn con, à dạ, nặng. Con này rất đẹp vậy. Này rất đẹp nè. Con này gần trắng xíu rồi. Con này đẹp lắm chị. Này là dùng từ nha. Con này là rất đẹp chị. Gòn rất đẹp nha, nhưng mà không bao gòn. Con này 900 ngàn nha chị ơi. Con này 5,5 chị nha. Con này 5,5 luôn, 900 ngàn. Rồi tiếp theo bán nhà cái này quánh nè, quánh này là 150 thì nha, dễ thương lắm, dài dặn nha, 150 đường kính này, con này không tới găng tay, nó khoảng 14-15 phân nha, con này 150 thì nha, chiều cao này khoảng 60 phân. Con này hơi đen bên trong chút nè, nó đang 150 luôn nha, đường kính nó khoảng 18 phân nha. Sau lần sáu xong trăm rưỡi luôn anh chị, đây một cái quánh này nè, cái quánh này thì trong đó khoảng tầm mà một dàn tay 18-19 phân, 6-7 phân nha, cái này 200 cái 15 anh chị. Nồi nồi lẩu anh chị nha. Con này 150 chị nha. Đường kính con này khoảng tầm 22-23 phân. Sâu lòng khoảng 6-7 phân nha, 150. 150. Màu con này thì mớp nhẹ nha, nhưng mà khá to. Con đường kính khoảng tầm 25-26 phân. Chị cao khoảng 11-12 phân chị nha. Con này rất cao vậy. Con này em bán là 300, mớp nhẹ nha, mớp nhẹ. Dùng từ anh chị nghe, dùng từ. Tới người ta, con này 150 nha, 150 nha, 150. Số 19, con này rất dày nha, cũng nguyên khói.
tầm khoảng 20 phân, sâu lòng khoảng 7-8 phân chị. Con này 250, dễ thương lắm, con nòi dễ thương anh chị, dễ thương. 20 là cái bánh Mỹ, hấp Mỹ anh chị, hấp Mỹ nha, tức là một cái nồi hấp, như là một cái nồi hấp bánh còn trên và dưới là anh chị có thể dùng này làm cho nó sao nhỏ nha. Cái này là một cái nồi canh được, và cuối cùng là nồi hấp luôn chị nha, hấp cho củ qua đây cũng Mỹ chị nha. Này có bị nước cái tay này, cái tay nước cái nè, làm bán giá sale luôn chị. Con này bán là 450 nha, giá sale nha, nhưng mà nó bị nứt cái này nha, nứt một cái tay cắn trên nè, 450 Mỹ nha chị nha, Mỹ nha. 20 qua chợ qua ấm đây rồi, 20 ấm nha. Ấm này là ấm con, ấm này thì em không bao kêu chị, thì em thấy nó không được xác nè, em bán con này không bao kêu nha, 200.000 không bao kêu gì nha, nó hai tầm 2,5 lít. Hên xui nha, không bao kêu nha, tại vì em thấy cái này nó không được xác nè. 21-200.000 nha, có 2,5 lít rất đẹp nha, không tại em muốn bao kêu, em bán giá rẻ. Con này nhà tên nhưng mà kênh đi, con này 150 nha, con này có thể tưng đất kia nhưng mà nhà hiệu à, nhưng mà mỗi nhẹ 150 nha, 22. Tiếp theo chị nha, chấm to đồng luôn chị, dày dặn đẹp trai nha chị nha, mình nói thằng gắm luôn. Đây là chỉ là cái nồi đậy bình thường, nó không giống một cái nồi và cái rồi nắp mà kêu nó sẽ khít, còn nắp này nó không khít anh chị nha, nó chỉ đậy như một nồi inox thôi chị nha, đậy như một nồi inox thôi nha. Em đã có những cái câu chuyện á, đã nói là cái nắp này lai, nắp không có lai nha chị nha, nó cái mẫu nó vậy đó nha anh chị, 1.000 cái tỷ cái cũng vậy thôi, trừ khi anh chị lấy cái nắp của cái nồi, cái nắp lớn của cái này, của cái là của cái ấm khác á, đậy qua nó mới khít thôi, như vậy đồng nghĩa là cái kia bị sai. Nó chỉ như một cái nồi nắp, nồi cơm anh chị, nồi nắp thôi nha. Con này là 350, khá là to, khoảng tầm 3-4 lít. Có 23 24 con này ấm kêu đi nha, con này đặc trai đó, dây dặn nha, tương đối kinh nghiệm. Con này 250 đi nha, số 24 250 đi nha, 250, số 24 25. Con này em sẽ bán thứ nhất là nó không kêu nè, đúng không, thứ hai là mớp em bán 150 cho anh chị nha, đây là không kêu anh chị nha, cái bị mớp là 150 nha, 150 cho anh chị, tầm 2,2 lít đủ lại nha. 25 rồi, em sẽ bán chảo, em sẽ làm chảo nha, một cái chảo vuông nhôm anh chị, không từ nha, rất đẹp. Đây là 150 chị nha, 150. Con này vuông vuông hơn găng tay, là chắc tầm 18 phân 18 chị nha, nó khoảng 18 phân nha. Số 26 150, không dùng từ nha, con này không dùng từ mà cũng là dòng chảo đá nè. Con này 150 luôn chị nha, 150 luôn, đường kính 26 phân nha, con này 150 luôn. Cái con này dùng từ nè, con này 200 nha, nó bị giấy nhẹ nhưng còn rất đẹp. Con này có 250, bán 200.000 cho chị nha. 28 qua sau lòng nè, rất dài dặn chị nha, nên nó qua sử dụng. Con này em bán 200.000 giá lỗi cho anh chị nha, lỗi là nó qua xin nhiều vậy đó. Cái con này to, đường kính khoảng 27-28 phân nha, 29 200.000 30 á, mà cái con này là nó tương đối được, cái tên là lao cái đẹp, cái đáo gì đây. Con này tương đối chùi với bụi rất đẹp anh chị, không từ nha. Con này thì 150 chị nha, 150 tương đối cũng đẹp chị nha, nhưng mà nó đường kính 26 phân, nó nhẹ nha, không từ nha. Cái con này thì nó có xước nhẹ đỏ nè, con này em bán 200 nha, tại vì nó nặng, nó dùng từ nữa nha, nó sẽ có xước nhẹ đỏ nè. 31-200 hổ to ra nó khoảng tầm 6-7 phân. Con này vừa to vừa đẹp, nó không từ nha, hỏi cho tôi. Con này 250 chị nha, đường kính nó tầm 26-27 phân nha, số 32. 33 là con chảo này nè, có từ nha, nói chung là chúng nó lớn, đường kính khoảng tầm 28-29 phân. Con này là 250 luôn, số 23, 33 nha, số 33 rồi đi. 34 con này hơi cháy nhiều chị, nó lỗi cho anh chị xài nha, về chiên cơm xào lỗi cơ, ok
28, 29, gần 30 phân chị nha. Có từ nha, con này bị đỏ quá nhiều luôn chị. Em sẽ bán 150 cho anh chị trải nghiệm luôn nha. Nói chung là em bán cái lỗi hơi nặng đó, 150 to nha anh chị nha. Còn 35 chiếc xe. Con này cũng quá xước này nhưng mà còn đẹp lắm, không dùng từ nha. Con này em bán 150 cho anh chị luôn. Nói chung là cũng cái lỗi luôn, 35. Con này bị dơ đó, dùng từ nha, con này 150 luôn chị. Dơ mà hay dơ. 36 nha, 150 luôn. Con đang xe với chứ. Tiếp theo con khổng lồ này là kính con 28 900 150 luôn, số 37. 150 luôn chị nha. To lắm mà bị xước. Coi sử dụng. Thì có con này nặng là mới nặng. Con này thì dùng từ này đẹp trai lắm chị. Con này dài nha, bị mớp nhẹ nhưng mà lòng rất đẹp. Cũng mình đó, mình kính khoảng tầm 28 27 28 thôi. Coi được 200 ngàn chị nha, cái mớp nhẹ nha, mớp trắng cán nha, 38 39 con này. Con này thì nhìn nó rất nhiều đâu, nhìn nó cũ cũ á, giống như là nó qua sử dụng. Cái con này rất nặng nha, có 1 tí lô rồi, con này em bán 200 ngàn cho anh chị, số 39 nha. Hổ to 6-7 phân chị nha, từ 30 lỗ lại, từ 28-6-7 phân. Còn con 30 này nè, 40 này thì nó có xước nhẹ và nó xước nha, con này giờ em bán chung nó rất là tiền 200 ngàn nha, 40 ngàn, cái 4 số 40 đây đường kính 26-7 phần. Thì em xin gặp lại anh chị 14 giờ chiều Tân Nguyên TV nha. Cứ mỗi ngày Tân Nguyên sẽ phát công chiếu lúc 14 giờ và chủ yếu là nồi niêu xoong chảo và mũ nghỉ giá sàn và giao chị nha. Anh chị em hãy gặp em vào lúc 14 giờ. Chúng ta gặp lại anh chị sau đó nha.